Chào tất cả anh em, đã quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình có ít máy anh em. Có ít máy lên cho anh em mình tham khảo. Anh em thấy ưng ý phù hợp cái máy nào thì alo mình. Số điện thoại mình dưới phần tiêu đề dưới nha anh em. Kênh mình bán thì như thường lệ thôi, anh em nào chuyển khoản thì mình bao ship. Còn anh em nào nhận hàng trả tiền thì anh em chịu tiền ship nha. Mình ưu tiên chuyển khoản nha anh em. Đây là tất cả là đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V. Còn cái nào nó 200V thì mình nó 220 thì mình sẽ nói 220 nha anh em cân nhắc nha. Anh em theo dõi kỹ giùm mình nha. Rồi, mình vô luôn nha anh em. Đây. Đầu tiên là một cây mài Makita. Điện 100V. 720W, nó 9.000 vòng trên phút. Đây, nó là lửa nó là 100 nha anh em, một tấc nha. Đây anh em, tấc ok anh em, đại quá rồi. Có thắng nha anh em, thắng nha, có thắng con lành nha. Thắng nha anh em, thắng là giật liền, mình tắt cái là giật cái liền, thắng dữ. Đây, thử lại cái cho anh em thấy. Đấy, có thắng nha anh em. Rồi, cây số 1 450k nha anh em. Cây nhám từ ruby điện 100V, 150W. Đây đây anh em, nhám từ thì anh em biết rồi, nó chạy ok. Tôi trở lên đây nè, đấy. Cái này thì nó kêu là đấy. Đấy, nằm trên này nha anh em. Okay. 500k nghe anh em, 500 cái số 2, 500 cái số 3, 3 là một cây đấm bóp nha anh em. Đây, đấm bóp. Đấy. Đấy. Ok anh em. Đây. Còn cấp nữa thì bật xuống. Đấy. Cái này nó bật lên bật xuống thì là nó cấp 1, cấp 2, còn hãy để ngay giữa thì nó ngay giữa là nó tắt nha anh em. Đây bật lên nè, bật xuống luôn nè, đấy nó hai cấp nha. Đấy, còn ngay giữa thì nó tắt nha anh em. Đấy. Đây số 3. 600 nha anh em. 600. Đây,
đây cây số 4 là một cây cưa. Cưa Hitachi nha anh em. Đây cái lưỡi nó nằm mấy bên đây nha anh em. Thường thường là cưa nằm lưỡi mấy bên đây, còn này nó nằm lưỡi mấy bên đây nha anh em. Đấy. Mình kiểm soát được cưa rất là dễ nha anh em. Vừa cưa vừa nhìn ra rất là dễ nha. Đấy. Này là điện 100V. 1050W. Lưỡi của nó là lưỡi 100 nha anh em, một tấc. Đây nó đang là cái lưỡi đá nha anh em, đang là cái lưỡi đá đây. Đây. Đang là lưỡi cắt gạch. Anh em. Đấy. Màn hình là tương đối nha anh em, tương đối đẹp nha. Tương đối đẹp nha anh em. Đấy. Đồ bãi mà nó như thế này là quá ok, nó không bụi gì nữa nè anh em. Đây cao thấp có nha. Nghiêng có nha, nghiêng cao thấp đầy đủ nha anh em. Đấy. Rồi, cây số 4. 500 nha anh em. Theo là một con vít. Đây, dây của nó đây, dây cũng hơi dài nha anh em. Dây cũng hơi dài nha, vít đầu khía nha. Điện 100V, 360W nha anh em. Đây có móc đeo. Có cao su dạ quang đầy đủ nha. Đây. Thắng cái là đứng nha anh em. Điều tốc là ok nha anh em, điều tốc ok, thắng cũng ok luôn. Điều tốc lần này nó rất mượt đấy anh em, thấy không? Đảo chiều ok. À, càng bớt mạnh thì càng cả dữ vậy thôi. Đấy, quá ok nha anh em. Dây này cũng hơi dài nha. Đây, cái này 600 nha anh em. Cái số 5 600. Đây, tiếp theo cây số 6. Cây số 6 là một cây cưa thân dọc đây nè. Cưa thân dọc Makita. Điện 100V, 670W, lưỡi nó là 125 nha anh em, lưỡi 125, đây cao thấp có, nghiêng có nha anh em, đây tui riêng của nó là nó tui nó như thế này nha anh em để vậy anh em mua cái âm dương về mình gắn tui vô, còn anh em không thích thì cắt cái dòng này ngoài rồi nó trở thành cái tui bình thường nha, nghe anh em, đấy, nó có hai tui trong này nè, đấy. Còn anh em muốn cắt thì cắt, còn anh em mua âm dương đút vô thì âm dương, đây âm dương nó như thế này. Cái này thì mình nói là hàng nội địa nó ba chia, mình mua một chia thôi, nó vậy thôi nghe anh em. Đây, vậy thì đút vô thôi, vậy là ok nghe anh em, đây, đèn đây. Đây nó hai đèn, đèn trên đèn dưới có nghe đầy đủ nghe anh em, đây, dưới nè, đèn trên nữa nè. Đấy, ok nghe anh em, đây. Đây lưỡi đầu lưỡi gọn ok nghe anh em, đây cái này nó chỉ có cái ngoe này là nó gãi, ngoe này mà không ảnh hưởng nhìn ra cho anh em, nó gãi có một tí xíu à, đây cũng còn mình đây còn kéo được nè, đây nó gãi tí xíu nha anh em, mà xem kỹ nha để anh em nói mình về khi nhận hàng nó ủa sao gãi nha, cái này mình có nói trước nha anh em. Cây số 6 600 nha.
cái gãy này không ảnh hưởng gì hết trơn nha anh em. Ok đây, cái này đây mà, đấy 100 nha anh em. Tiếp theo cây số 7. Đây, cây số 7 là cây này là cây bu lông nha anh em. Cây bu lông là cây bu lông điện 220 nha, đạt 220 nha anh em. Đây. Cây bu lông leng keng luôn. Cái này 500W. Cái này là mắc in ra băng. Cây này không biết làm sao mình lấy trên bãi mà nó là điện 220. Thế mới đọc anh em. Giờ xài 220 luôn. Đây bây giờ mình ghim điện 220 nha. Mình chuyển điện 220 lên nhé các. Đây. Cái này là 220 nha anh em. Đây bắt đầu mình ghim lên. Dây của nó còn ngon lành hơn nè. Chất lượng luôn. Đây. Cái bu lông đầu 1/2 nha anh em. Bu lông Makita nha. Nó là gì 1.900 đến 2.300 dòng trên phút. Đây mình đưa vô vậy cho anh em xem cái đi đấy, cho anh em xem kỹ hơn đấy. Sao quá nhiều khi anh em ơi, đây 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 nè, tôi chạy vô nè. Quá ok nha anh em. Đảo chiều thì đây. Quá ok nha anh em. Đấy. 220 nha, xài điện 220 mình nha. Đấy. Bây giờ sơ khởi mình lấy để mình chuyển điện xuống để mình quên cái máy điện nó cháy. Cái này quá mướt nha anh em, quá đẹp nha. Cái này anh em mua về sửa xe hay bánh xe du lịch này nó quá ok nha anh em, quá mới quá ngon luôn. Rồi cây bu lông này 1.000.000 nha anh em, cây số 7 1.000.000 nha, điện 220 nha anh em. Đây trên bãi nó vậy luôn, quá ok, con nguyên thùng vậy, ngon lành nha. Makita tiếp theo cây số 8 đây nè. Cây số 8 là một cây mài đây, mài nước đây. Đây. Đây mày nước đây nè. Đây. Đấy. Giờ là anh em mình mài thôi. Nói chung là vuốt sơ sơ là nó bén gót liền. Đấy.
quá ok rồi anh em. Đấy. Để lên một cái thôi. Đây, nó có nước, nước là mình đổ nước vô đây nè anh em. Đổ nước vô đây rồi thì cứ mài thôi. Đấy. Cái ngoại hình là tương đối nha anh em, tương đối luôn. Đây. Quá ok nha. Đây. Rồi, cây số 8 này. 800 nha anh em. 800. Mài nước. 800. Rồi, tiếp theo một cây này. Một cây bào khủng đây nè. Đây, theo một cây bào đây nè. Đây. Đây, cây bào này là cái bào Hitachi nha anh em. Cái bào Hitachi. Cái này mình cũng có bán mấy cây rồi nghe anh em. Đây, cái này lưỡi của nó xay được nè, xay ok nghe anh em. Lưỡi nó xay này, nó có đây là 10, 20, 30, 40, 50, 60. Đây cũng vậy. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nó vậy đó nè. Đấy. Cái anh em muốn muốn nghiêng cái lưỡi nó nghiêng bao nhiêu là mấy mươi thì rồi, xiết lại. Đây, đây là cơm đắp. Đắp đây anh em. Cái này là tương đối đẹp luôn anh em. Hitachi nha. Điện 100V. Nó là cái lưỡi nó là 1.8 nha anh em. 180. Điện 100V 11A. 11A là nằm dạng là nó trên 1000W nha anh em. Nó 1050W á. Thì nó 11A. Nó là chiều ngang nó là một lưỡi của nó là 180. Chiều cao nó là 120 nha anh em. Nói chung mình xây quanh vòng cho anh em xem cho kỹ đi. Đây nè. Xây quanh vòng cho anh em xem cho kỹ đi. Đấy. Dĩa bùa dĩa ngã gì đây, chữ của Nhật đây. Đây, Hitachi. Mấy ngóc còn màu luôn nha anh em. Mấy ngóc này còn màu luôn nè. Anh em thấy mấy ngóc còn màu luôn á. Rồi mình ghim điện nghe anh em. Nói chung mấy cây này là như anh Vinh là anh mua mình chiến rồi anh cũng có mua rồi, anh thấy cái bào này thì anh biết rồi chứ gì, chức năng này nọ nó là có ok. Đây nè, ở đây nó có cái nút nè, nút lên xuống nè anh em. Đây đây. Đấy, nó lên xuống lời vậy đấy. Còn đây là băng tải nè. Đây là băng tải, này là băng tải máy chạy đây nè. Đây. Lên xuống nè anh em, đấy, con này lên xuống, vậy thôi, quá ok luôn, vậy thôi.
Cái này là anh em muốn nhấn cái nút, cái muốn nhấn nút này nhấn, còn anh em muốn ấy thì đây nó có cái cần bóp nữa nha anh em. Đây, nó có cái cần bóp nữa nha. Nó có cần bóp hay nút là lên xuống bằng cái này nữa này nha. Đây chỉ cần ghim, nó có điện đây sẵn rồi, mình chỉ ghim vô là xong nha anh em. Đây. Cái này nãy giờ là mình thao tác lên xuống nó bằng cái nút mình ngồi tại chỗ đây. Còn hãy mình muốn ngồi xa thì đây nha anh em. Đây. Để mình ghim vô cho anh em thấy nha. Đây. Đây, nó còn nút đây nữa nè anh em. Đây cái nút này nó gài cần ok luôn nè. Đây, mình dỡ lên. Rồi đây, mình ghim vô đây. Mình ghim này vô là mình sử dụng cái kia thôi. Đây. Rồi, bên đây bây giờ mình thao tác bằng cái này nè anh em. Nặng nề quá anh em. Đây. Đây giờ mình thao tác bằng cái nút này anh em. Nó có công tắc đây nha, mình mở cái này lên nó mới ấy nha. Đâu nè. Xúc mối điện ra. Mình ghim lại. Dục đây nè, đấy. Rồi có động lên đây nè. Đấy. Quá ok nha anh em. Còn anh em muốn xây lửa bào, anh em muốn xây nhiêu xây nha. Đây tùy. Xây xong rồi anh em xếp này lại là lửa bào nó đứng thôi. Rồi thì chỉ rồi đút cây vô. Đút cây vô thì nghiến rồi. Đấy. Đây nè. Quá ok luôn anh em. Đấy. Lên hai cái miếng nữa. Đây cái này đây anh em. Cái này nó có hai miếng để hai bên nha anh em. Đây. Mình chỉ gắn vô vậy là ok nha anh em. Đây, gắn đây. Còn miếng nữa mình gắn với bên kia nha anh em, cũng y vậy thôi. Miếng kia gắn bên kia nữa là nó đỡ dán mình rồi qua lại là nó đỡ nha. Bên kia gắn bên kia, đây. Nó có chân đường ngon lành nha anh em, đây. Miếng này gắn với bệt, còn miếng này gắn đây. Đây, cái này nhưng nó dài nha anh em. Đây, 5 tấc rồi anh em. Cái miếng này ráp vô là 5 tấc đó. 5 tấc này nữa, 7 tấc luôn. 7 tấc bên kia 7 tấc là tính ra một thước mấy luôn đó anh em. Quá ok nha. Đây cái này nó bắt đầu tháo ra nè anh em, chỉ cần khó lên thôi, khó nhẹ là lên rồi tháo ra đấy trời nghe anh em. Đây cái này nó có hai cái bàn đỡ hai bên, phải nó là quá tuyệt nha anh em. Đây bàn đỡ hai bên nó là 18 luôn, 18 nghe anh em. Đấy cái này là quá ok nghe anh em. Rồi để mình rồi cái bào này là mình cái bào mình nó này là nó chung là nó nằm trong thùng luôn anh em, nhưng mà cái thùng nó là di chuyển nó bể rồi mình không lấy, cái thùng nó bằng cây gắn ép nó bể rồi thôi, mình giục cái thùng luôn nó vậy thôi anh em, mình giục cái thùng luôn chứ không có gì hết nơi nè. Có hai miếng bọ này là về gắn vô nghe anh em, mình để rợn ngoài thôi, về gắn vô thế vậy thôi. Vậy thì biết rồi, đầu này miếng đầu kia miếng nghe anh em, quá ok nha. Rồi cái bào này thì anh em nào cái này cho số mấy đây, anh đợi cái này cái bào đi, mình để cái bào đi. Cái bào này là 3,7 triệu nha anh em, 3,7 triệu nha, hàng Hitachi nha anh em, Hitachi.
Còn mấy cây trước mình bán đó là Ruby, còn cây này Hitachi nha, đầy đủ phụ kiện luôn nha. Nói chung là cây này nó có thùng luôn đó anh em, có thùng luôn mà cái thùng nó bể mình không lấy. Rồi cây này 3,7 triệu nha anh em. Rồi hơi clip mình nay có nhiều hàng đó anh em, anh em ưng ý cây nào thì alo mình nha, số điện thoại mình dưới phần tủ điện nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh ủng hộ cho mình một cái đăng ký, nhấn vào cái nút chuông để nhận những cái video bên mình làm ra sớm nhất nha anh em. Thôi cảm ơn anh em rất nhiều nha, chào anh em nha, hẹn anh em lại clip sau.